Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Nhà Quê. Chúng tôi luôn mong muốn đem đến cho quý vị những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tin giải trí. Con nuôi Hoài Linh tái xuất bất ngờ sau 2 tháng ở ẩn. Từng là người con được danh hài Hoài Linh cưng chiều, chăm sóc từ bé. Hoài Lâm rất được công chúng chào đón khi bước chân vào showbiz. Tuy nhiên anh dính phải scandal bất hòa với cha nuôi, thậm chí bị Hoài Linh từ mà. Hoài Lâm đã lập gia đình với Bảo Ngọc, cháu gái nghệ sĩ Bảo Quốc. Cặp đôi đã có 2 con xinh xắn. Việc muốn kết hôn sớm cũng được cho là một trong những nguyên nhân làm mất lòng Hoài Linh. Dù vậy, Hoài Lâm vẫn được khán giả yêu quý và luôn theo dõi. Sau khoảng 2 tháng gần như mất tích trên mạng xã hội, nam ca sĩ vừa mới đăng tải hình ảnh mới nhất của mình, bức ảnh chụp cận mặt của anh kèm theo dòng trạng thái cứ vui thôi, việc gì đâu phải sợ, để cho nụ cười đó không phai mờ. Trước đó, vợ của anh tiết lộ sức khỏe của Hoài Lâm không tốt nên cần phải về quê dưỡng bệnh một thời gian. Với bức ảnh của anh hiện tại, nhiều khán giả cho rằng Hoài Lâm đã gầy đi khá nhiều, gương mặt tùy tị và vần mắt gõ gệt. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Đặc biệt, bên dưới phần bình luận, Hoài Lâm đã trả lời bằng một đoạn thơ dường như úp mở về dự án mới. Giờ đây hình ảnh Hoài Lâm gần như khác hẳn với thời bắt đầu làm ca sĩ. Anh mang vẻ phong trần, trưởng thành và chững chạc hơn. Điều này khiến khán giả chờ mong nhiều hơn về sản phẩm âm nhạc sắp tới của Hoài Lâm. Cuối năm 2018, Hoài Lâm bất ngờ tuyên bố tạm dừng ca hát trong 2 năm vì lý do sức khỏe. Chỉ một năm sau anh đã tái xuất, đồng thời thừa nhận chuyện kết hôn và có con với Bảo Ngọc. Trong khoảng thời gian ở ẩn, Hoài Lâm chia sẻ anh phải làm nhiều nghề, thậm chí là làm xe ôm để trang trải cuộc sống và nuôi con. Bên cạnh đó, những công việc này giúp anh có thêm trải nghiệm va chạm với cuộc sống thường ngày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.